Chào mừng các em học sinh lớp 8. Cô mời các em cùng học tiết 22, ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2. Bài đầu tiên chúng ta sẽ ôn đó là ôn bài hát Khát vọng mùa xuân nhạc của Mozart. Ôn bài thứ hai đó là bài hát Nổi trống lên các bạn ơi. Cháu con chung tình nước non, đào hoa muôn gốc.
Cô mời các em cùng ôn bài tập tục nhạc số 5. Làng tôi. Chúng ta cùng ôn tập tục nhạc số 6, chỉ có một trên đời. Phần hướng dẫn về nhà các em học thuộc hai bài hát Khát vọng mùa xuân và Nổi trống lên các bạn ơi và hai bài tập đoàn số 5, số 6. Chúng ta sẽ kiểm tra theo hình thức thực hành hát theo nhóm.